Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series đại trụ trong anime Kimetsu no Yaiba. Clip này mình sẽ nói về hạ trụ Tokito Mochiro. Tokito Mochiro là một sát quỷ nhân đẳng cấp cao giữ chức vụ hạ trụ của sát quỷ đội. Mochiro là nam giới, cao 1m60, nặng 56kg và anh ta chỉ mới 14 tuổi thôi. Về ngoại hình của Mochiro thì anh ta là một chàng trai còn rất trẻ, tầm vóc hơi khiêm tốn và nước da sáng trắng, có mái tóc đen dài, đuôi tóc có màu xanh lá bạc hà, phần tóc mái khá dài bao phủ cả lông mày, hai lọn tóc nhỏ buông về phía trước ôm lấy khuôn mặt và phần tóc còn lại buông xõa sau vai. Đôi mắt của Mochiro cũng có màu bạc hà, xanh giống như ngọn tóc của cậu ta vậy. Mochiro thường mặc đồng phục sát quỷ nhân với một vài sửa đổi. Tay áo của cậu được sửa dài và rộng che cả bàn tay, y hệt như là cái tay áo của kimono. Quần của cậu ta là quần Hagama tiêu chuẩn nhưng được thả lỏng, buông ra ngoài mà không nhét nó vào một mảnh vải bó cổ chân như những sát quỷ nhân khác. Về tính cách của hạ trụ Tokito Mochiro thì rất ít khi bộc lộ cảm xúc, hầu như là vô cảm, dường như là luôn lang thang trong những suy nghĩ của riêng mình và ít khi tập trung một điều gì đó. Tuy nhiên thì cậu tỏ ra rất là nghiêm túc và tận tụy với công việc của một sát quỷ nhân trong vai trò là một trụ cột. Vô tư và khó hiểu thì Mochiro thường có xu hướng chỉ nghĩ cho bản thân mình và hành động dựa trên lý trí của riêng mình. Trong quá khứ thì Mochiro rất là chu đáo, tử tế, thân thiện nhiều so với hiện tại. Dù vậy thì sau biến cố của quá khứ mất trí nhớ nhưng luôn kìm nén một cơn thịnh nộ trong thâm tâm của mình. Điều đó thiêu thúc cậu kiên cường hơn trong quá trình tập luyện để trở thành trụ cột. Sau khi nhớ lại quá khứ của mình thì dần bộc lộ nhiều cảm xúc và tự tin hơn vào bản thân. Cậu cũng học được nhiều cách thể hiện cảm xúc khác như thể hiện sự mỉa mai và tự mãn khi đối mặt với thượng viện ngủ Gyuko. Về tiểu sử của Mochiro thì Mochiro và anh trai sinh đôi của mình là Yuichiro Tokito được sinh ra bởi một cặp vợ chồng tiều phu làm nghề đóng củi. Khi họ mới 10 tuổi thì mẹ của hai anh em bị cảm lạnh do bà cố tình giấu giếm nên dần nặng và biến viêm phế quản rồi ra đi trên giường bệnh. Cũng trong ngày hôm đó thì cha của họ bất chấp giông bão đi tìm dược thảo làm thuốc cho bà rồi bị ngã chết ở một vách đá hiểm trở. Số phận trái chiều thai thì chỉ còn hai anh em sống nương tựa vào nhau. Mochiro bản chất nhạy cảm và tốt bụng giống cha thì Yuichiro lại tỏ ra lạnh lùng và bướng bỉnh vì cái chết của cha mẹ mình. Mochiro cho rằng khi giúp đỡ một ai đó thì họ sẽ giúp lại mình, giống như lời của cha cậu đã nói. Còn Yuichiro thì ngược lại, cậu cho rằng lời nói của cha cậu một người đã chết vì giúp đỡ chăm sóc cho mẹ cậu và hai anh em đều là ngu ngốc và sai lầm. Nếu cha không đi tìm thảo dược trong cơn bão, thứ không thể giúp mẹ của họ trong tình trạng bệnh nặng thì có lẽ người chết chỉ có mẹ của họ mà thôi. Cả hai anh em tranh cãi gay gắt vì vấn đề này, trong lúc nóng giận thì Yuichiro đã nói chữ mu. Trong tên của Mochiro là vô, mang ý nghĩa là vô giá trị, để chỉ trích em trai của mình. Kể từ đó, Mochiro cảm thấy sống với một người anh trai cục xúc như sống ở trong địa ngục trần gian. Vào mùa xuân năm sau thì vợ của Oyakata-san là Amane đến để chiêu mộ họ cho sát quỷ đội. Tiết lộ tổ tiên của hai người họ là những kiếm sĩ tài giỏi nhất và rất có thể hai người có thể sử dụng được hơi thở khởi nguyên. Trong khi đó thì Mochiro phấn khích mà Yuichiro thì phản đối kịch liệt. Trong một lần bộc phát thì Yuichiro nói rằng cái chết của cha mẹ về bản chất là sự lương thiện và hy sinh vì gia đình, nhưng việc đó chỉ có thể dành cho những kẻ được chọn, những người có năng lực đi làm, còn những người yếu đuối còn trẻ non như Mochiro và Yugiro thì chỉ nên lo cho bản thân mình mà thôi. Amane lại tiếp tục đến thăm hai anh em song sinh rất là nhiều lần. Mỗi lần cô đến đều bị Yuichiro đuổi đi và thậm chí hất nước vào người luôn. Vào một mùa hè thì con quỷ đến căn nhà của họ, Yuichiro mất cánh tay trái bảo vệ Mochiro trước đòn tấn công của con quỷ. Khi con quỷ sỉ nhục hai anh em vì sự vô dụng của họ thì Mochiro đã đánh mất mình trong cơn thịnh nộ, gào thét và lao vào tấn công con quỷ, đánh nát tươm với công cụ khúc gỗ và tảng đá, đánh nát đầu luôn. Tới khi mặt trời mọc thì con quỷ bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Còn Mochiro lôi thân thể tàn tạ vì kiệt sức của mình trở lại ngôi nhà. Ở đó thì cậu thấy Yuichiro đang hấp hối, nhưng trong miệng vẫn cầu nguyện thần Phật cho em trai của mình bình an. Lúc này là quá muộn rồi. Hy vọng mọi sự trừng phạt đều giáng lên người mình thay vì của Mochiro. Trước khi Yuichiro chết thì cậu nói lời cuối cùng là sự thật từ lâu. Đã biết từ mu trong Mochiro thực ra là vô trong vô tận, chứ không phải là vô dụng, mà Mochiro chính là người được chọn. Mochiro nắm lấy tay anh trai đã chết của mình, đang dần thối rữa bởi dòi bọ và cơ thể cậu cũng vậy. Khi Mochiro đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì Amane và các con gái của mình đã đến cứu và
đưa về dinh thự. Sau đó thì Michiro mất đi ký ức của mình và gia nhập sát quy đội. Cậu nhanh chóng vươn lên trở thành một trụ cột trong khi 2 tháng thôi, và ký ức của cậu thì hoàn toàn biến mất. Cho đến khi diễn ra trận chiến ở làng thợ rèn thì ký ức không còn nữa, tính cách dần trở nên giống Yujiro. Cậu đã gặp Kyujiro Gengoku vào khoảng thời gian này trong sát quy đội. Gengoku là viêm trụ và khuyên cậu là một trụ cột thì hãy làm gì tốt nhất có thể cho mình. Lưỡi kiếm đầu tiên của Michiro được Tetsudo tạo ra, ông chết trong một cơn đau tim. Kanamori dựa theo kỹ thuật của Tetsudo thì tạo ra lưỡi kiếm hiện tại cho Michiro đang sử dụng. Về khả năng và sức mạnh của hà trụ Tokito Michiro thì anh ta có khả năng tự nhiên là sức mạnh siêu cường. Mặc dù thân thể gần như là nhỏ nhất trong các sát quỷ nhân và trụ cột, nhưng là Michiro chứng minh mình còn mạnh hơn nhiều so với Kamado Tanjiro. Khả năng thứ hai là cơn thịnh nộ của ý chí. Michiro dùng ý chí trở nên mạnh hơn nhiều lần khi giận dữ. Cùng với cơn thịnh nộ bị đè nén trong thâm tâm của cậu đã lâu rồi. Khả năng cuối cùng là dấu ấn diệt quỷ, thì được đánh thức lần đầu tiên trong trận chiến với thượng huyền ngũ Yoko. Dấu hiệu xuất hiện dưới dạng hình xăm giống như đám mây sương mù ở nhiều vị trí trên khuôn mặt. Trong khi dấu ấn được kích hoạt thì khả năng tấn công và phòng thủ của hà trụ tăng gấp nhiều lần. Sức mạnh thông thường, sự gia tăng sức mạnh từ dấu ấn này đủ có thể chiến đấu với một cơ thể bị nhiễm độc nghiêm trọng, dễ dàng giết chết cả tên thượng huyền nguyệt quỷ. Tuy nhiên khi dấu ấn biến mất thì Michiro lập tức bắt đầu chịu tác động của chất độc. Điều này cho thấy rằng dấu ấn chỉ có tác dụng làm suy yếu chất độc khi nó đang được kích hoạt mà thôi. À quên, còn một cái khả năng nữa là tài năng chiến đấu. Michiro được biết đến là một thiên tài hiếm có của sát quy đội, khi cậu có thể thành trụ cột chỉ sau 2 tháng luyện tập thôi mà có thể tự mình đánh bại Yoko, một thượng huyền quỷ, ngay cả khi cơ thể đã bị độc tố xâm nhập. Về kiếm thuật của Tokito Michiro thì anh ta sử dụng hơi thở của sương mù, là loại hô pháp pháp chỉ được dùng bởi Michiro mà thôi, một phân nhánh từ hơi thở của gió. Thứ kiếm thứ bảy có thể do Michiro tạo ra, vì Kokosubo nói rằng người sử dụng hơi thở của sương mù trước đây không hề sử dụng nó. Thức thứ nhất là thì thuyền viễn hà, là một phát chém đơn giản. Thức thứ hai là bát trùng hà, là Michiro tung ra nhiều nhát chém liên tiếp chồng lên nhau. Thức thứ ba là hà tán phi mạc, một nhát chém hình tròn làm thổi bay các đòn tấn công của địch. Thức thứ tư là di lưu chảo, là một nhát chém nhanh, gợi nhớ tới một kỹ thuật rút kiếm của Idol. Thức thứ năm là hà vân hải, là chém đối phương ở một tốc độ cao và giải phóng hàng loạt các nhát chém liên tiếp. Thức thứ sáu là nguyệt hà tiêu, nhảy lên không trung đồng thời phóng sức một loạt nhát chém xuống dưới. Thức thứ bảy là thức do Michiro tạo ra là nguyệt lung, là kỹ thuật giúp Michiro thay đổi nhịp độ di chuyển của mình, làm mất phương hướng của địch. Khi cậu hiện thân thì cơ thể chậm rãi xuất hiện, nhưng mà ẩn mình thì tốc độ tăng lên khủng khiếp, như chỉ trong chớp mắt mà thôi. Có một chút thông tin đáng buồn về anh chàng hà trụ của chúng ta là anh ta đã có bị những vết thương nghiêm trọng trên người mà bị chém đứt ngang người. Anh ta cùng với Genja có thể sẽ ra đi mãi mãi ở trong chap 177 của Kimetsu no Yaiba sắp tới. Các bạn hãy đón xem nhé. Các bạn thấy sao về anh chàng Michiro này? Liệu rằng có phép màu nào khác đến từ tác giả khiến Michiro phục hồi và sống lại, chẳng hạn như là thượng nhất dùng quyết quỷ thuật của mình chữa trị cho hà trụ là hậu bối của mình không? Hay là Michiro sẽ biến thành quỷ? Các bạn hãy like và subscribe kênh của mình để theo dõi thông tin chi tiết sớm nhất nha.